Xin chào tất cả 500 anh em đang xem nhá. Nay mình quyết định khui hộp cái này. Nay là ngày mùng bao nhiêu anh nhỉ? Mười mấy dương nhỉ? 13. À hôm nay ngày 13 tháng 6. Quyết định cầm hẳn con dao phay này để khui hộp. Khui hộp này thì chắc cũng không cần dao đâu, nhưng mà thôi thì cứ rạch rạch cho nó cảm giác lê tê phê đây. Khui hộp là bây giờ phá. Bỏ mũ ra. Xin chào 500 anh em nhá. Đây, anh em nhìn đây. Vòng quanh đều là bây giờ bắt đầu khui hộp nhá. Không phải là ni lông dán bình thường đâu. Đây, bắt đầu đây. Đấy. Quyết định khui hộp con này. Lấy từ hôm qua nhưng mà trời nó chưa được ngày. Này khui hộp con này. Đấy. Cho vào đây. Xin cảm ơn tất cả anh em đang đam mê Flycam nhá. Gì thì cứ phải cắt đã. Đấy, cảm giác rất lê tê phê anh em nhá. Cắt rất nhẹ nhàng để giữ hộp sau này. Đấy, cứ từ từ khoan khắc nhừ. Rồi. Ok, xem mở ra xem trong hộp có gì. Hàng thật hay hàng giả đây. Chà. Hoành tráng phết anh em nhá. Đây. Tiếp tục. Đây là một sản phẩm gì trong này? À, là một cái túi. Sao nhấc nhẹ thế nhỉ? Hay trong này chưa có máy bay? Và tiếp đây là một sách hướng dẫn. Cái này nhấc tí nặng nặng anh em này. Cái gì mà nhiều nhiều ghê này nhỉ? Anh ngồi đây chém gió. Ngồi đây chém gió. Trời ơi, cái này sao mà bóc khui hộp khó vậy nhỉ? Thôi nhưng mà cứ thật tiền khoan thương nhìn thấy ngồi được không đít cái máy à. Ok rồi. Đây rồi anh em ơi, nhiều quá. À mà vẫn chưa rút ra. À rút ra rồi đây. Một quyển sách hướng dẫn, hai quyển, ba quyển, và ngược lại là bốn quyển. Cánh anh em ơi, nhiều quá này thì vừa bay vừa tạt té thoải mái, không lo hết cánh nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12. Kiểu thế. Và đây là cái gì đây nữa nhỉ? À, cũng phải bóc ra để xem. Đây hình như là một hộp filter. Vẫn bóc hết anh em nhá. Anh em cứ xem, mình sẽ quay xong rồi mình sẽ. Đúng rồi, đây là một hộp filter. Mở ở đây. Trời, đây hộp Peter. Mùi gì hắc hắc ấy. Hắc hắc như kiểu là Peter của con Mavic A2S ấy. Mùi hắc hắc ấy. Chắc là quay cái video này cũng hơi dài đấy. Rồi, bắt đầu bây giờ đến nhân vật chính. Còn những cái này là anh em thường biết là nó rất là bình thường như con Lycam khác rồi. Mình lại cho vào cái này, cho tất lại vào. Vì những cái này hầu như là mình cũng không sử dụng đến đâu. Thật anh em biết là cánh này thế thôi, chắc là cũng không sử dụng được hết đâu. Sổ sách. Và tiếp tục bây giờ mở một nhân vật chính hôm nay. Đó là drone. Đây rồi, nhiều quá. Nhấc con này cảm giác xem nó như thế nào. Thì có tí bụi này. Sao bóc khui hộp lẽ ra phải bụi nhiều nhỉ? Mà nào mở ra nó xít thế. Như kiểu máy cũ ấy.
tem nhỉ? Tem dán nhiều thế nhỉ? Tem dán nhiều quá. Thì thôi, để đây đã để xem tiếp tục. Và đây là tay điều khiển. Tay điều khiển cũng dán ni lông rất chuẩn. Đấy. Tay điều khiển dán rất chuẩn. Và cái này là cái sạc ba. Ok. Mình vẫn phải bóc ra bình thường. Bóc hết. Đấy, đây sạc ba. Và một hộp này nhân vật chính và nhân vật phụ đây. Nhân vật phụ là đây. Một pin. Hai pin. Và một pin nằm đây là ba pin. Dây sạc. Củ sạc. Sạc pin. Sạc pin mình chả bóc mình không dùng đến. Xem còn cái gì trong này không. Trong này không có gì đâu. Tức là trong đời là sướng nhất là lúc khui hộp này. Khui hộp thì nói nôm na là cũng như kiểu là vừa lấy vợ anh em. Đây là một cái loa phát thanh. Mình cũng nhân đây mình quảng cáo luôn, bật lên. Nọ mình quảng cáo rất nhiều rồi, nhưng hôm nay thì nhân tiện đây. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo. Do dịch Covid rất nghiêm trọng, xin mời bà con trước khi đi ra đường phải đeo khẩu trang. Alo, alo, alo. Và xin chân thành cảm ơn anh em nhé. Tất cả các anh em mọi miền Tổ quốc đang đam mê Flycam. Xin chân thành cảm ơn anh em đã xem video khui hộp của mình. Rất cảm ơn anh em.